nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E9531 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 16 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội. 212 ca ghi nhận trong nước, ca bệnh BN11795, BN11796, BN11799, BN11888, BN11890, BN11894, BN11896, BN11920, BN11922, BN11924, BN11927, BN11954, BN11956, BN11959, BN11961, BN11963, BN11966, BN11968, BN11970, BN11984, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN11798 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là F1 của BN9683, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh BN11921, BN11925 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang là F1 của BN9754, BN9756 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang. Ca bệnh BN11965 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là F1 của BN11634 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17 tháng 6 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh BN11985, BN12014 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. 25 ca là các trường hợp F1, 2 ca liên quan đến nhóm chuyển giá Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Vào lúc 22 giờ đêm ngày 16 tháng 6, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu liều phòng COVID-19 của chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Vaccine này có tên là Vaxzevria Intramuscular Injection, tên khác là COVID-19 Vaccine AstraZeneca Injection, dung dịch tiêm bắp, một lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, thay mặt chính phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine này. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, giờ phút này chúng tôi vui mừng đón nhận lô vaccine phòng COVID-19 của chính phủ Nhật trao tặng. Món quà quý giá này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của chính phủ và nhân dân Nhật Bản với chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới. Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Ngay sáng mai, lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine phòng COVID-19. Trước đó, lô vaccine này khởi hành trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản lúc 18:45 ngày 16 tháng 6 năm 2021 giờ địa phương, đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc gần 22 giờ theo giờ địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa có quyết định hỏa tốc cách ly khu vực siêu thị Big C Đồng Nai từ 5 giờ sáng nay, 17 tháng 6, liên quan đến một ca dương tính tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Theo đó, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, vừa ký và ban hành quyết định khoanh vùng cách ly khu vực siêu thị Big C Đồng Nai, khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6. Song song đó, quyết định thành lập 5 chốt cách ly tại các cổng ra vào của siêu thị Big C Đồng Nai. Các chốt này hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6 cho đến khi có thông báo giải thể. Thành phần mỗi chốt gồm lực lượng công an, quân sự phường và các cơ quan, đơn vị liên quan. Nhiệm vụ của các chốt để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, bố trí người thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại các chốt, đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát, ngăn chặn việc di chuyển tại khu vực lập chốt, thống kê danh sách theo dõi, cập nhật tình hình dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt và tất cả các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực, không để phát sinh sự cố lây lan cho cộng đồng. Đồng thời, đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành. Mọi trường hợp ngăn cản, chống lại hoạt động người thi hành công vụ tại các chốt sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa giao Công an phối hợp quân sự thành phố có phương án điều động nhân lực để hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường Long Bình Tân trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, kiểm soát, cách ly, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa có phương án điều động nhân lực và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ. Tại Nghệ An, có một ca nhiễm COVID-19 là cán bộ công an huyện Diễn Châu, tham gia trong tổ làm căn cước công dân của huyện Diễn Châu, phụ trách chụp ảnh và lấy vân tay, được phát hiện vào chiều 16 tháng 6. Đây là ca bệnh 11634, anh trai của bệnh nhân 14440, ngụ tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19, bệnh nhân 11634 có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu, gồm Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung và Diễn Cát. Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu cho biết, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng của huyện đã thành lập các tổ điều tra, truy vết và đã xác định được 6.137 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 11643. Trong đó, có 102 trường hợp tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang khi ăn uống và sinh hoạt, được xếp vào nhóm nguy cơ cao, 46 cán bộ chiến sĩ công an, 15 nhân viên bưu điện và 41 người dân. Trong đó có 6.035 người dân tiếp xúc gần khi làm căn cước công dân. Với địa phương thực hiện chỉ thị số 15, chỉ thị số 19 và trạng thái bình thường mới, người lao động trên địa bàn tỉnh được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi làm vào ngày 20 tháng 6 và địa phương thực hiện chỉ thị số 16 thì lao động tập trung tại nơi ở do cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2. Người lao động ở nơi thực hiện chỉ thị số 16 không được đi làm, nếu bắt buộc phải đi làm thì được bố trí khu vực ở và làm việc riêng biệt với nhóm lao động hiện có ở trong công ty. Địa điểm tiêm có thể thiết kế cách điểm linh động để làm sao có một chiến dịch tiêm chủng vaccine đảm bảo nhanh chóng và an toàn. Về đối tượng tiêm thì ngoài các lực lượng ưu tiên theo quy định, thời gian tới sẽ tập trung tiêm vaccine cho các đối tượng là công nhân và người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm của thành phố Vinh như Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Thi, Nguyễn Văn Cừ trong ngày đầu giãn cách xã hội thì đường phố dường như là vắng vẻ hơn. Ngoài những người làm việc tại công sở đến cơ quan thì những người dân có công việc thực sự cần thiết mới di chuyển trên đường. Tại các cửa hàng, kiosk kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các quán cà phê, chủ cửa hàng đều thực hiện nghiêm việc đóng cửa không buôn bán và phục vụ khách hàng theo quy định. Tại một số chợ trên địa bàn thành phố Vinh, lượng người tập trung mua hàng cũng ít hơn so với ngày thường và số người đến chợ đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người. Đến sáng ngày 17 tháng 6 thì tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu.